Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video nằm giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp nhận 125 đô token REM đến từ sáng game ta. Thì chương trình này góp này random cho 2.000 winner các bạn. Thì nhận 125 đô này với giá đang phi sale là 0.08 USDT cho một token REM các bạn. Khá là ngon các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới info mình. Những video mà Linh Phong các bạn, video đầu tiên follow từ Twitter nè. Bạn nào vô kiểu này ăn từ trăm mấy trăm đô là xuyên. Tập cần RAM xí sang ghi to và đi swap các bạn. Các bạn theo dõi nè. Đang ID thôi, tiếp tục bằng tweet cho tăng 5 người bạn nè. Các bạn like nè, các bạn chỉ tăng tweet nè. Tổng buôn tới 250.000 đô lắm. Các bạn tweet nữa nè. Tiếp tục còn join kênh Telegram nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn join kênh Chiller nè. Chuẩn Z đi. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Sau đó các bạn bấm vào Add RAM up to wallet nè. Rồi các bạn bấm vào mục up to wallet nha các bạn. Mũi tên nè. Rồi các bạn chụp màn hình ra đi các bạn. Các bạn khỏi cũng được, coi nó có yêu cầu rồi mình gửi màn hình thì mình gửi. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn điện là username tại Twitter của tôi các bạn nè. Account win VN9. Thì dòng mình vô kiểu này các bạn. Rồi, dòng thứ hai thì các bạn điện địa chỉ email các bạn đã đăng ký trên trang địa chỉ email của mình nè các bạn. Coi như thôi hả ta. Để lại Twitter, email. Rồi các bạn bấm vào continue min các bạn. Rồi thank you submit, vậy là mình đã hoàn thành các bạn. Như vậy là video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 125 đô token REM này của tôi mà. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.